kiều trần như được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo khoa 45 hạ sát vẹn toàn, một lòng chân thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập đám mưa lành rưỡi khắp thế gian, bởi nhân cơ tính rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn đi tôi mê cầu được trí trí vẹn toàn. Nam mô Bích Ha Giá và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Tuệ Quyền từ bi hoan hỷ đăng đàn để cho chúng con từ vựng nguyên sự và ý nghĩa câu pháp cú kinh số 96. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ sư có nghe âm thanh con, sư cho con một tín hiệu, con kính nhân bích đến sư ạ. Nam mô Bích Tha Giá và đạo tràng, có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không quý vị? Dạ cảm ơn Đặng Đông. Dạ một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Tuệ Quyền ạ. Dạ con kính nhân bích đến sư. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá Giới Thưa, để chúng được nghe rõ. Dạ cảm ơn quý vị. Chúng con thật tâm kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp, và chúng tăng kính lễ đến Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Tuệ Đức, và cùng Chư Tôn Đức Tăng, Đại Đức Pháp Pháp Trang, cùng Chư Tăng đang hiện diện. Con chào đến quý tu nữ cùng Chư Phật tử, và xin bắt đầu vào thời giảng. Arahang Samma Sambuddho Phakkawa Buddhang Phakkawantang Apivade Misvakato Phakkawata Tammo Dhammang Namassami Suppatipanno Phakkawato Savakka Sangho Sangkhang Namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ơn Đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, nguyện nhờ quy lực Tam Bảo hàng giáo hộ đến Chư Tôn Đức Tăng, quý tu nữ cùng Chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bích Tha Giá. Và nếu như có được để Đức Tịnh Đạt, thỉnh để Đức Tịnh Đạt cứ thích nghĩa giùm đi. Tình Đạt có nghe không ạ? À? Nếu có mặt để Đức Tình Đạt, tỉnh để Đức Tình Đạt thích nghĩa dùm cho một chút xíu ạ. À? Ở đây không có mặt trước máy đâu. Thỉnh, thỉnh sư thích nghĩa chút xíu đi. Dạ. Con vào con tham gia, con ngồi nghe. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, thì trước khi đi vào bài học ngày hôm nay, câu kệ ngôn pháp cú số 96, thì bước sơ lược về ngữ vựng của câu pháp cú này. Sát tăng sát samang hồ tí santa va cha cha cam Maja Samadanya Dino, đối với vị đã được giải thoát cho sự hiểu biết đúng đắn, được an tịnh như thế, suy nghĩ của vị ấy là thanh tịnh,
lời nói và hành động đều thanh tịnh. Bản Việt ngữ văn xuôi của ngài Yên Đá Chánh Đá Chánh Thân. Câu đầu tiên đó là Santang tas manang ho. Santang tas manang ho tí. Santang ở đây là một cái từ có nghĩa là đã được an tịnh. Từ santá này nó bắt nguồn từ cái đọc đó là từ san và cộng với lại quá khứ phân từ tá, thì chúng ta có cái từ san tăng chia theo chung được an tịnh, đã được an tịnh. Tát xá là một đại từ, đại từ vị đó. Mát năng là tâm. Santang tát xá mát năng hồ tí là động từ là hay là trở nên, trở thành, là hồ tí. Câu thứ hai là Santa Vacha Chakam Macha. Santa Vacha Chakam Macha. Santa thì chúng ta vừa thấy là nó giống như từ Santang, nhưng mà được chia ở cách khác, cũng là đã được an tịnh, đã được an tịnh. Vacha là lời nói. Chá có nghĩa là và. Chúng ta thấy khi mà sử dụng từ chá, từ và trong tiếng Pali này, va cha chá, cầm má chá, hai cái từ chá nó có thể hiện là và. Chứ cầm má là hành động hay là nghiệp. Chúng ta va cha cầm má chá. Câu thứ ba là Sammadanya Vimuttasa. Quay lại hai câu, thấy cái từ Santang và từ Santa, thì để nói thêm tí xíu đó là cái hai từ này có nguồn gốc giống nhau mà cách chia khác nhau, là do là đây là một cái động từ được chia theo danh từ đi kèm, đã bổ nghĩa cho cái danh từ đi kèm, giống như cái câu đầu tiên là Santang, nó chia theo từ Manang, danh từ trung tánh thì nó chia theo là trung tánh. Rồi cái từ Santa câu thứ hai á, thì lại là chia theo nam tánh của từ Vacha. Rồi tiếp viết câu thứ ba, Sammadanya Vimuttasa. Chữ Sammadanya là từ ghép, là cái từ từ Samma và từ Anya. Cái từ Anya là sự hiểu biết, là trí tuệ. Từ Samma là một cái từ chánh đáng, thích đáng. Chúng ta có những cái từ hay gặp đó là Samma Dithi, Samma Sankappo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh người, chánh nghiệp, là Samma này nó cũng có cái ý nghĩa như vậy. Samma Danya có nghĩa là có cái hiểu biết đúng đắn.
hiểu biết đúng đắn. Vimuttassa, Vimuttassa, Vimuttassa có nghĩa là giải thoát, đã được giải thoát. Cái từ Vimuttassa này thường xuyên sử dụng bởi vì cái nghĩa cái từ Muccati hay là Vimuttassa, Vimutta này có nghĩa là thoát khỏi, tự do, nhưng mà thường xuyên ám chỉ sử dụng trong cái việc đó là thoát khỏi cái vòng luân hồi, cho nên được gọi là cái nghĩa là giải thoát. Câu thứ tư, câu cuối cùng là Upasantasattadino. Upasantasattadino. Upasantasa, chúng ta có cái từ Upasantasa là cũng là cái nghĩa là đã được thanh tịnh. Chúng ta thấy cái từ dài như vậy khi mà phân tách ra thì nó cũng cùng với cái căn của cái từ Santang hay là từ Santa mà chúng ta gặp ở từ ban đầu, nhưng mà cậu cầm nó thêm là tiếp cái đầu ngữ Upa để nhấn mạnh thêm. Tadino, Tadino, Upa Sangsara, Upa Santasa Tadino. Tadino, ngày hôm trước chúng ta cũng có gặp cái từ này rồi. Cái từ này đó là đức tánh, hoặc là ám chỉ cho cái vị đó. Tadino cũng có nghĩa là cái vị đó, đức tánh của vị đó hay là cái vị đó. Như vậy thì chúng ta vừa sơ lược qua ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú này. Ở trong phần về ý nghĩa, về cái ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú thì chúng ta đi từng từ như vậy. Nhưng mà khi dịch ra nghĩa Việt đó thì phải nói rằng chúng ta cần phải nhìn đảo lộn các cái vị trí, giống như là trong cái câu 96 này đó, chú được cái ngữ vựng ngữ pháp ở trong cái câu này phải hiểu liên kết giữa hai câu trên và hai câu dưới. Santang tassa manang hoti santa vaja cakkhammaca là một câu. Samadanya vimuttassa upatassa tadino, đối với vị đã được giải thoát do sự hiểu biết đúng đắn, được an tịnh như thế ấy, suy nghĩ của vị là thanh tịnh, lời nói và hành động đều thanh tịnh. Đó là cái thích nghĩa cho cái câu kệ ngôn pháp cú số 96 này. Thì sau đây đó là bước đầu tiên, sau đây thì chúng ta sẽ cung thỉnh Thượng Tọa Tây Quyền trở lại với diễn đàn để trình bày thuyết giảng duyên sự cũng như ý nghĩa của câu kinh pháp cú số 96 mà chúng ta học ngày hôm nay. Một lần nữa chúng con xin thay mặt đại chúng xin cung thỉnh Thượng Tọa Tây Quyền trở lại với diễn đàn. Nam mô Buddhaya. Dạ sa tu sa tu, kính tri ân đến đại đức Tịnh Đạt. Chúng tôi đã lễ bái xong. Thì kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học cái câu của kinh số 96. Đây là một câu pháp cú của kinh có tích truyện rằng đó chính là cái nói về trụng lão thí xá, hay là mất, tại sao mà đây gọi là, chúng ta thấy cái tựa đề cũng như là cái chuyện này đó là bị mất một cái con mắt. Thì tương truyền á, nhiều khi mà tại kỳ viên Đức Phật ngày đề cập đến vị Sa Di
của một vị sa di, của trưởng lão Tế Xá. Vì thử xưa đó, một cái thanh niên là một người vọng tộc ở thành Sawatthi, xin lỗi, ở thành Kosambi, xuất gia thành một vị sa môn trong giáo pháp của Phật. Vì này có một sự tu tập căn bản tương đối tốt. Thì cho nên được cái danh xưng á, và sau thời gian vị này có được cũng cái tuổi tác nó cũng vừa đủ thì được được tôn sinh lên như một vị trưởng lão ở cái thành ở Kosambi. Thì sau cái thời gian tu tập, nhất là trong 3 tháng hạ đó, thí chủ á, dâng cho vị này lá y với mật và đặt trước cái chân. Thì vậy mới hỏi cái gì vậy, thì hỏi như người cư sĩ đó, thứ này đây là thưa ngài, đây chính là vì tôn giả ở đây suốt an cư mùa, ai cũng chúng con cũng đều cúng dường, mong tôn giả hãy nhận, tức là họ cúng dường cho các vị trưởng lão, cho các cho chư tăng đó là y với mật. Thì vị trưởng lão mới nói rằng thôi thì được rồi, đừng cứ quan tâm, tôi không có cần dùng cái này, bởi vì tôi cũng không có ai đâu mà có thể mà dự trữ mà đem mà mang theo được. Thì thôi, thì nếu mà bởi vì em mới nói rằng không có các cái vị sa di hay là những người Việt Nam mà phụng sự cần bên, cho nên không có cần dùng. Thì cái thiền nam này mới nói bạch tôn giả, nếu như vậy thì con sẽ cúng dường con trai ông cho ngài để đi xuất gia sa di. Thì trưởng lão bắt đầu vui lòng chấp nhận, và thấy là chấp nhận cho cái sa di mà đệ tử của trưởng lão Thích Xá này. Thì khi mà dẫn vào giao cho ngài đó, và ngài được sự chấp nhận xong, thì lúc mà cạo tóc á, cho chú sa di đó, thì thường thường á, thì lúc đó đó thì có ngài dạy cái pháp tu. Quý vị biết lúc mà kêu là thấy pháp hay xuống tóc á, thường á, chúng ta có cái lễ thì cũng xem như đó chính là cái ý nghĩa này nè. Thường khi cạo tóc á, khi cạo tóc á, cho chú á, và cũng như là cho chú bé nhỏ này xuất gia sa di á, thì mới dạy về cái sự quán tưởng về cái thể trường, về cái thiền quán của cái sắc, của cái sắc thân này, của cái sắc thân này nó phải là như là quý vị biết là chẳng hạn như là ở cái tóc này nó là đất, nó là tứ đại tạo thành, bây giờ cắt bỏ đi nó trở về với tứ đại. Thì nhờ như vậy cái duyên sẵn có của vị xe vị chú tiểu sa di chú tiểu này á, thì nghe có chú chứng đắc thánh quả chỉ nhờ cái lời nhắc đó thôi, và nhận vào tăng đoàn. Khi mà lưỡi dao vừa chạm vào tóc chú vẻ vừa nói đó, thì chứng đắc A-la-hán cùng với thần thông rất là đặc biệt như vậy. Đây là những cái chuyện này á, cái sa di có những sa di 7 tuổi rất là đặc biệt. Thì trưởng lão ở đó nửa tháng, rồi vị sa di này á, lấy những cái món cần dùng lên đường cùng với ngài trưởng lão để đi đến gặp Đức Thế Tôn, tức là đến diện kiến Thế Tôn. Thì cái điều này nó cũng rất là một điều mà rất là hữu duyên, và cho tới ngày hôm nay cũng vậy nữa. Nếu như chúng ta còn các cái vị thầy hòa thượng, thì sau khi an cư kiết hạ chúng ta về bạch trình. Cái này là cái lệ của thời xưa đó, tức là cái gì, tức là sau khi mà đi chu du ở rừng núi hay là ở nơi này nơi kia hay nhập hạ nơi nào rồi, sau khi 3 tháng rồi giờ về mà đảnh lễ thầy mình và bạch trình, cái quá trình tu tập ở trong 3 tháng
thì cũng vậy nữa, ngày hôm nay cũng vậy đó quý vị. Và ở trong các nước quốc giáo đặc biệt rất là hay là khi mà họ tu tập xong rồi, khi mà ra hạ xong rồi họ đi về, họ đi về họ đảnh lễ đối với các vị thầy của mình và trình bày các cái pháp tu mà 3 tháng qua. Thì nó có một điều là một hôm trên cái đường đi về mà gặp Phật á, thì trên đường đi đến một, nó xa cho đi đến một cái tỉnh xá, mà tỉnh xá này thì không có đường, không có nhiều chỗ, chỉ có thể cho vị trưởng lão ngủ được thôi, không cho xe di vào được. Mà cái lực của xe di đó, lực của vị tỳ kheo đó, thì cái vị xe di này hiểu, tức không có được ngủ chung với cái vị tỳ kheo quá 3 đêm. Vậy nó cũng có điều là khi mà thấy chỉ có một chỗ cho vị trưởng lão, không có chỗ cho mình, thì đệ tử mới nằm ở ngoài, nghỉ ở ngoài ngoài cổng. Thì vị thầy mới kêu vào, thôi vào trong ngủ không sao. Thì bây giờ thì chưa chứng cái quả dự lưu, vị này chỉ là một vị phàm phu thôi, trưởng lão này chỉ phàm phu, nhưng vị thánh này người ta hiểu biết rằng là để không có ngủ, chỉ là ngồi chuyện già hướng đến cái thiền lạc của mình trong suốt đêm. Và chú ở đó ba, và vị Sa Di A La Hán này ở đó 3 đêm thì biết là không thể ở chung với thầy nữa, bởi vì vị đó không có vị đó hiểu luật. Khi mà vị chứng đắc thánh thì người ta hiểu biết được những cái pháp mà Đức Phật ngài dạy rồi. Cho nên vị Sa Di này tạm qua, tức là cũng nằm đó rồi xong gần nữa coi như là đi ra bên ngoài, rồi từ gần tới nó mới đi vô. Và cũng không có dám nằm ngủ, bởi vì bị ấy là bị thánh mà không có ngủ thì sợ nếu mà ngủ chung, mà ngủ chung như vậy thì nó phạm tội. Thì sáng ra, thì sáng lại đó, thì vị trưởng lão này mới kêu cái vị Sa Di đi đến cái chỗ mà vị Sa Di đó, thì nghe đi đến chỗ đó đó. Thì ngày xưa cầm một cái như là một cái quạt vậy đó, mà cái đó gọi là cái lá cọ, tức là cái lá như là lá thuốc nốt cho quý vị, mới đập lên cái người của vị Sa Di này. Nhưng không ngờ thì vô tình á đập trúng cái mắt của vị Sa Di này, bị đau đớn, bị coi như cái mắt nó đu luôn đau đớn như vậy. Nhưng điều mà đối với các vị thánh mà thì các ngài đâu có ngủ, cái tâm của ngài nó an lạc, không có ngủ. Thì cái vị thầy chỉ báo cho cái vị sinh viên này chỉ là đi thôi, bây giờ đi. Thì đặt cái quạt lên như thế. Thì kính thưa quý vị, lúc đó đó nó báo nó chảy, thì đi thì hỏi cái con mắt nó bị đu rồi, nhưng điều mà kêu chú vẫn ôm một bên, ôm một cái mắt. Rồi họ mới kêu, rồi kêu mới đưa đồ, thì chú mới đưa cái gì, đưa cái quạt lên, đưa cái quạt cho thầy. Chú đưa cái quạt cho thầy, cầm đưa đó một bên, đưa chỉ đưa một tay, một bên á thì bụng con mắt. Rồi thầy mới quở trách á, nó là tại sao mà thiếu lễ như vậy. Thì bé mới hỏi bạch vậy, thưa thầy, vậy làm sao con mới làm cho đúng. Một tay con á đang không có thể được tự do rồi, một tay con đang bụng như thế này, con phải đưa thầy một tay thôi, thôi vậy chứ một tay kia bị cái gì thế. Thì chú mới đưa ra, thì biết để kể lại cái sự tình tay nãy, thì vô tình thì gõ, thì lấy cái cỏ đó gõ lên lá, cái lá đó gõ lên người con, lúc đó nó trúng cái con mắt con mà thầy không biết. Thì vị trưởng lão này rất là giật mình, thì biết người đệ tử này, tức là biết vị Sa Di này bị cái nạn rồi, thì rất là xúc động, rất là hối hận. Thì vị này mới tạm gọi, tức là vị trưởng lão này mới nói với chú, nói với vị Sa Di nó thôi, coi như là chưa như là một lời xin lỗi vậy đó. Thì kính thưa quý vị, thì bắt đầu nhìn cái vị Sa Di này thì mới phát hiện ra đây chính là một vị đắc thánh rồi, chứ không phải là bình thường.
thì ngay cái đó đó, cái vị sa di này, cái vị trưởng lão tứ xá này mới xin lỗi, mới sám hối và ngay cả đảnh lễ đến vị sa di này. Và kính thưa quý vị, quá ân hận, rất là ân hận, thì vị sa di nó không sao, vì cả thầy và đệ tử cũng không có ai có lỗi trên đó, là cái việc vô tình của thầy, và cũng như là con cũng không muốn cái sự tình nó xảy ra. Thì kính thưa quý vị, thì đi về gặp Phật á, thì trưởng lão mới bạch với Phật rằng: Thế Tôn, để tôi hỏi nghe, Đức thì về gặp Phật hỏi có được an vui hay không, thì mới nói con được an vui, nhưng con đã làm một cái điều mà không có được ổn yên, con chỉ bị cái phiền muộn như vậy. Và Đức Phật và vị trưởng lão này mới tán thán cái công đức tuyệt vời của vị sa di này mà con chưa từng thấy. Và vị này mới thuật lại cho Phật nghe cái chuyện đó. Rồi Phật mới bảo: Đối với người mà thoát khỏi cái lậu hoặc, không còn sân hận hay là bất cứ cái gì mà trái ý, tâm tư đều an tịnh, dù cho là bị thể xác hay tâm hồn gì, tâm của vị đó cũng vẫn an nhiên. Và Đức Phật nói lên câu pháp cú: Người tâm ý an tịnh, lời an, người cũng an, chánh trí chân giải thoát, tịnh lạc là vị ấy. Thì ở đây chúng ta, khi chúng ta đau về cái thân á, là vừa tâm vừa thân của chúng ta nó đau. Nhưng hỏi chứ vị sư di này có đau, cái thân đau, cảm giác thống khổ, nhưng tâm nó không có thống khổ. Thì đây chính là một cái câu chuyện, kính thưa quý vị, nói lên một đức tính của một cái bậc thánh mà đã đoạn lậu. Thì dù bất cứ hoàn cảnh nào mà nó xảy tới cho chính ngài, làm cho tâm của ngài, làm cho ngài phải khó chịu, làm cho ngài phải cái đau đớn, mình nghĩ rằng đó là đau đớn thấu xương, thấu khốn cùng, nhưng sự thật tâm của vị đó rất là nhẹ nhàng. Chúng ta nhớ hồi xưa đó, mà cái bọn cướp mà nó vô mà nó bọng ngày một chuyện liên á, nó như tương, ngày láp lại, dùng thần thông ngày ráp lại cái nghiệp của ngài mà ngài phải chịu. Thì hỏi chứ ngài đau, ngài có đủ thần lực để ngài vượt qua, nhưng ngài đối diện với cái quả của mình. Thì vị sa di này cũng biết được cái quả của mình và cũng nói cho thầy, đó chính là do cái ngài cũng có lỗi, con của lỗi, đây là cái nghiệp duyên của mình. Rồi thì kính thưa quý vị, thì cũng như thế, ngài kỳ lý đó, ngài cũng thấy rằng những cái tên cướp này đó, do cái nghiệp của ngài mà ngài phải bị bầm vậy đó. Rồi sau đó đó ngài mới ráp với thân mình lại, rồi bắt đầu ngài mới quán sát về cái tuổi thọ của mình, là thấy cũng đã cạn để dần rồi, kiểu đâu ngài mới tịch diệt mà ngài mới giúp bạn. Thánh tịch của ngài đã kể như vậy đó. Thì chúng tôi muốn nói ở đây, ở trong cuộc đời đó, đau đớn của thể xác á, nó không bằng đau đớn của tinh thần. Mà đau đớn của tinh thần á, bậc thánh người ta đã diệt tận rồi. Bởi vì cho nên cái nguồn cơn đau khổ do cái gì? Do từ cái lòng tham, do từ cái lậu hoặc của dục lậu hữu lậu, của dục lậu hữu lậu, tà kiến lậu, vô minh lậu, hay là của sân độc cái, của dục cái, của sân độc cái mà nó mang tới cho ta. Rồi biết bao nhiêu là những điều đau khổ. Ở đây Đức Phật thể xác định rõ, đối với con người mà lậu hoặc, cái sự phiền muộn, cái sự sân hận đã được chấm dứt rồi, thì cái tâm ý của vị ấy đều an tịnh. Bởi chúng ta nhớ, cái cảm thọ, có cảm thọ khổ, bị cảm thọ khổ, nhưng cái thọ khổ đó nó không phải là cái thọ của cái tâm đau đớn. Mà chứ thí dụ bây giờ vị ấy biết nếm mặn, ngọt, chua, cay, nóng, lạnh, vị ấy cảm thụ được, nhưng tâm không dao động. Chứ chúng ta đừng nghĩ là đối với chính thánh rồi thì niềm đau về tâm không có, nhưng cái thân xác này đã như thế. Mà ở đây tính là cái gì? Cái đau của thân xác á, chỉ thời gian là nó vô thường, nó đổi thay. Rồi đau của cái tâm nó vô thường, nó đổi thay, nhưng nó sẽ trả lại, nó sẽ quay lại, nó sẽ quay lại một cách liên tục. Đó chính là cái gì? Đó chính là cái tưởng của mình. Mình quay lại, mình nhớ, mình khổ, mình buồn hay mình vui. Cái vui cũng như cái tưởng tri đưa đến tham dục, cũng nhớ lại.
tưởng tri đưa đến bực bội khó chịu, nhớ lại cũng bực bội khó chịu. Cái lý pháp nó nằm ở chỗ này, chính là người đối với người phàm phu, còn đối với các vị thánh đó, thì bởi các ngài không còn cái lòng tham, không còn cái dục tầm cầu, không còn cái dục tầm sân tầm hại tầm, các ngài không còn. Cho nên các ngài đã giải thoát một cách hoàn toàn, nó khác hơn chúng ta. Hay nói một cách cũng vậy, nó cũng nhiều, chúng ta dễ hiểu hơn. Khi một người mà nó có trình độ, có sự hiểu biết, người ta nhìn cuộc đời nó khác, người ta nhìn mọi chuyện nó rất là nhẹ nhàng. Nhưng một người không hiểu chuyện thì nhìn một cái sự việc nó rất là lớn. Ngay cả một ngày sống, ngay cả sự sinh hoạt, chỉ một bữa cơm ăn, chỉ một cái áo mặc, chỉ có một cái là miếng uống, vân vân. Khi mà không có thì người ta bực bội. Nhưng đối với người mà hiểu biết, đối với người có cái tâm tri túc, đối với các bậc mà biết xả ly, biết buông bỏ, không có thì thôi. Nhưng có những người mà chấp thủ á, không có đó không được, phải có mới được. Cái mà điều mà yêu cầu như thế đó, mà chúng sinh do cái nghiệp duyên đau khổ, do cái nghiệp mà sanh tử, do cái nghiệp mà tái sanh á, thì nó rất là nguy hiểm. Cho nên khi chúng ta tu tập á, kính thưa quý vị, chúng ta phải hiểu biết điều này trong cuộc đời đó. Nó là một trùng trùng điệp điệp của những niềm đau, nỗi khổ, cái vui, cái buồn. Cái tâm của tư của chúng ta nó liên tục, nó sanh diệt. Tâm tư của chúng ta lưu dụng liên tục, nó gặp nhiều cái là cái sự không vừa lòng. Rồi đây trong cuộc đời này không phải như thế. Nếu như mà chúng ta có nghĩ rằng hết rồi à, không có hết. Mà cuộc đời này á, nó là đi từ cái đường này qua đường nọ, đi từ chỗ này qua chỗ kia. Còn hiện hữu đây là chúng ta sẽ còn đau khổ. Đối với bậc trí, người ta giải thoát được một cái phiền não. Có những người nghĩ rằng hết cái khổ rồi, bây giờ họ có tiền của tài sản, họ có danh vọng, họ có địa vị, chắc họ là sướng rồi, chưa chắc à. Bởi vì người nghèo cũng khóc, chứ không phải là người nghèo. Người giàu cũng khóc, chứ không phải chỉ có người nghèo mới khóc đâu. Người giàu cũng khổ, chứ không phải người nghèo mới khổ. Nói chung tất cả chúng sinh đều khổ. Cái khổ của thân, cái khổ của tâm, cả hai đều bị như thế. Chứ không phải chỉ có có người nghèo mới bị khổ, người giàu cũng phải hiển hữu mà. Thì kính thưa quý vị, họ được một cái gì? Một cái điều kiện, cái vật dụng nó thực tiện, nó tốt hơn. Nhưng phải chịu thôi. Và chúng ta nhớ có một lần ác ma nó cản đường Phật á. Phật không để cho người ta đặt bát cúng dường cho Ngài. Thì hỏi Ngài nó vui mừng. Thì Đức Phật Ngài nói đối với Ngài đó, tâm Ngài luôn luôn an lạc như trời Phật Thiên vậy. Nó còn hơn thế nữa. Ở trong cái thiền lạc, trong một cái sự giải thoát hoàn toàn, trong một cái không còn bị vướng bận, trong một cái không còn bị khổ đau sinh tử, thì kính thưa quý vị, rất là nhẹ nhàng. Nếu như chúng ta có cái tu quá thì nó rất là tốt. Mỗi hành động, mọi việc làm, mỗi suy nghĩ, mỗi lời nói, tất cả mọi thứ nó đều là một chuyện rất hết sức là nhẹ nhàng đối với chúng ta. Nhưng nếu chúng ta không tu quá thì mọi chuyện hết sức là khủng khiếp. Bởi vì đối với cái người đời, người ta nhìn cuộc đời nó khác, mà người có tu nhìn cuộc đời nó khác. Quý vị phải nhớ như vậy, nó khác hơn. Còn nếu như mà chúng ta là người đã được tu, đã học được Phật Pháp rồi, mà chúng ta không có thực hiện được thì nó tiếc lắm. Tiếc lắm là cái gì? Sự việc lớn quá thành nhỏ, sự việc nhỏ biến thành không, nhẹ nhàng hơn. Trước cái khổ nó tới liên khúc rồi, chú cứ châu châu vào cái khổ nó cũng mệt, cứ ngày này tháng nọ ngày năm kia nó là như thế. Cũng như cái gì bây giờ, cái chuyện Việt Nam cách ly tức là phong tỏa đó để tránh bệnh đó, thì bây giờ đó người ta cứ giữ cái nay thì người ta ra cái chỉ thị này, mốt chỉ thị nọ. Thì cái điều đó nếu mà chúng ta cứ nhìn theo chỉ thị là le lưỡi luôn,
thì mình cứ để nhẹ nhàng, tại khi nào tới đâu tính tới đó, thì tâm của chúng ta nó cảm thấy đỡ hơn. Chứ còn nghĩ là một tháng, nửa tháng, 10 ngày, 20 ngày mà đếm từng ngày thì nó mệt mỏi từng ngày. Bởi cái đó cái nghiệp của chúng sinh, mình cứ nghĩ cái nghiệp nó chưa tới thì chưa được. Bởi vì bệnh dịch đó nó rất là nguy hiểm, nó rất là khổ. Cũng vậy, từ cái nếu mà chúng ta ngó về cái thời gian thì chúng ta đau khổ, chúng ta mệt mỏi, nhưng chúng ta vượt qua cái đừng suy nghĩ tới thời gian. Nhưng cái điều này phải nói rằng chúng ta chỉ nói một cái lý nhỏ đấy, để chúng ta chúng ta tôi sẽ suy nghĩ. Như trong cuộc đời này cái mạng sống của mình nó rất là ngắn, mà chúng ta biết quý trọng cái mạng sống, biết trân giữ, biết giữ gìn nó đó thì nó rất là tốt. Chứ nếu người mà không biết giữ đến khi mà cái đến khi mà chúng ta bệnh hoạn, đến khi mà chúng ta hay cái điều kiện thuận đó, mà chúng ta không biết giữ đó, đến khi nó mất rồi là buồn. Một vị thánh người ta nhìn bằng cái cuộc đời nó khác hơn cái người phàm phu của mình. Tất cả do duyên hợp, do duyên sanh, mà hãy mà có sanh thời phải có tử, có hợp rồi thời phải có tan. Trong cuộc đời này không có cái gì mà nó trường cũ, không có chuyện gì mà nó là nó không mất đi, nó là vô thường. Cái nhìn của người tu á, nó khác hơn cái nhìn của cuộc đời đó. Cũng vậy, chúng ta nhớ như vậy. Bởi vì sự thật ra hàng ngày, mỗi ngày sáng, trưa, chiều, tối, cảnh phu Tasme rất tinh đi qua quy tích tận trí, ngày đêm nó qua mau đó. Bây giờ tối rồi, rồi chút xíu nữa nằm xuống, chút xíu nữa thì tới ngày sáng. Ở bên Mỹ thì bây giờ, ở bên nước ngoài thì bây giờ có thể sáng, có thể trưa, nhưng Việt Nam là bây giờ tối, chút xíu nữa quý vị vào buổi tối là vào buổi sáng. Cuộc đời cả hai nó như thế, có gì đâu, nó rất là lẹ, rất là nhanh, nó vùng vụt đi qua. Mà nếu như chúng ta hiểu biết được như vậy, mà chúng ta cứ chấp, cứ bám ở chỗ nào thì nó rất là đau khổ. Còn đối với các bậc thánh thì người ta vượt ngoài cái sự sanh tử, vượt ngoài cái đau khổ, vượt ngoài cái vui buồn. Bởi các ngài không còn cái hành động, lời nói và suy nghĩ ác, cũng không có hành động, lời nói và suy nghĩ thiện. Tâm của các ngài là tâm bình thản, cái tâm của vô ký, cái tâm của duy tán, tức là không có tác động của cái thiện cái ác, không có tác động của cái vui cái buồn. Tâm của ngài phải nói rằng nó rất là vững chãi, nó rất là vững chắc, không có gì có thể lay động được. Đối với tâm của bậc thánh, nó như một cái ngọn núi nó kiên trì. Mà trong kinh dạy rất là hay, Sthanupassana Viharantam Indri Yesu Sambhutam Phuchanam Hiya Matanyo Kusitam Hiya Viriyam. Ai sống quán bất tỉnh, khởi nghiệp hậu các cánh, ai không có tiến độ, không có biến nhát, chuyên tinh cần, mà không thể uy hiếp kẻ đó như núi đá trước gió. Và ngược lại, nếu mà chúng ta không có sống quán bất tịnh, mà chúng ta theo tham ái, chúng ta không có bị, chúng ta không có tiến độ, nhưng mà chúng ta không có cái sự tu tập, đến khi ma nó uy hiếp chúng ta thì như cây trước gió, hay là trong kinh Paritta, kinh Cát Tường, chất thân đắc khi lô bất thâu huynh si tô si gia chất thập phi hoa tê bị ác sâm và cao bị vô thất thù và mang sáp bồ đề sâm và đăng vô a di đà sát cha nếu cho ba sát ti lâm bi sang khe ra tận năng và ni tăng y tê na sát tuệ chế nọ của mình như mặt cái lăng hay lắm quý vị. Như cột cừ đóng cứng dưới đất, dù gió bốn phương cũng không lay động thế nào, thời tâm của các bậc thánh
cũng không có bị dao động với tám ngọn gió đời như thế, hay là với các cảm thọ, với các cái buồn vui khổ đau như thế. Cái trong cái kinh mà phòng trừ nạn tai dịch bệnh đó, cái kinh xem đó như là cái kinh an lành để phòng trừ tai nạn đó. Yeah. Mà cái này cũng là bài kinh rất là hay. Sẵn chúng tôi nói đến đây, chúng tôi cũng giải thích tin luôn. Câu là ở thành Sawatthi có một vị bệnh dịch tai ương, dân chúng bệnh hoạn và khổ đau chết rất nhiều. Thì Đức Phật này Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ. Kính mong Đạo Tràng Phan Hỷ Trợ Trong Giây Lát Thượng Tọa Tuệ Quyền đã rớt nước trời. Dạ, cảm ơn Rạng Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, chúng con chờ một chút xíu nếu mà Thượng Tọa Tuệ Quyền vào. Chắc con Cẩm Vân còn trước máy không? Cẩm Vân ơi, alo, Cẩm Vân còn trước máy không? Alo, Cẩm Vân ơi, có trước máy không? Dạ, con thấy Thượng Tọa Tuệ Quyền trở lại rồi. Dạ, cảm ơn Cẩm Vân. Dạ, con cung thỉnh sư Cẩm Bích trở lại ạ. Dạ, sư vào rồi, sư lại rất bích tiếp rồi quý vị ơi. Quý vị yên tâm, không phải tại máy quý vị đâu. Dạ, Nhật Quỳnh cũng sợ tại máy Nhật Quỳnh nên cũng không dám nhúc nhích. Dạ, cô tu nữ thăm mát sẽ tí có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ, vậy là sư lại rất tiếp rồi. Dạ, Nhật Quỳnh xin ý kiến Đạo Tràng à. Quý vị chờ Thượng Tọa vào. Dạ, xa thứ con thấy bàn tay của sư, con kính ngay dân bích đến đại đức Tịnh Đạt à. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, dạ, quý vị có nghe được âm thanh của Tịnh Đạt không ạ? Dạ, sa thú. Dạ, cảm ơn quý vị cho biết được. Thượng Tọa Tuệ Quyền bị rớt mạng. Thượng Tọa Tuệ Quyền có điện thoại cho Tịnh Đạt cũng cố gắng để mà đăng nhập vào, nhưng mà không có đăng nhập vào trở lại được. Thì Thượng Tọa Tuệ Quyền có nhờ Tịnh Đạt để mà kết thúc cho cái buổi học ngày hôm nay. Dạ, quý vị nghe được âm thanh tốt không? Quý vị vừa được nghe Thượng Tọa Tuệ Quyền giảng giải duyên sự cũng như là ý nghĩa của câu kệ ngôn Pháp Cú số 96 ngày hôm nay, sa thú lần thai. Trong câu kệ ngôn Pháp Cú 96 này, qua lời giải thích của Thượng Tọa Tuệ Quyền, chúng ta được hiểu rõ thêm về cái nguyên nhân, cái duyên sự
mà Đức Phật ngài muốn nói lên câu chuyện cứu này. Và trong cái duyên sự đó, chúng ta thấy một cái hình ảnh một vị sa di, phải nói rằng nếu như là một người không phải là tâm tánh của một vị A-la-hán thì không thể nào có nghĩ ra. Đối với một cái vị xuất gia nhỏ tuổi nhưng mà có được cái phước duyên ba la mật đầy đủ ở trong quá, thì tạo được một cái đức tánh từ cõi. Và chính cái đức phẩm hạnh này của một vị A-la-hán đã thu phục được nhân tâm, nhất là cái người thầy của mình. Và qua đây thì chúng ta cũng thấy rằng tất cả những cái việc lành nào đó, cái việc làm nào đó, đối với bất kỳ với một cái đối tượng nào đó, thì chúng ta đừng có sơ ý, đừng có nhìn cái hình tướng bên ngoài để mà đánh giá. Đôi khi chúng ta gặp nhầm những cái người có những cái ước nguyện, những cái phát nguyện rất là to lớn ở trong đời quá khứ, nhưng mà do cái nghiệp duyên nào đó mà họ bị một cái cản trở ở tiếp hiện tại. Và do vậy đó, do cái sự sơ ý đó mà đôi khi chúng ta lại phạm vào những cái lỗi lầm khó có thể tha thứ được và phải chịu những cái khổ. Nên bất cứ những cái hình ảnh nào từ người lớn tuổi, người trẻ tuổi, người xuất gia, người cư sĩ, người ăn xin, tất cả chúng ta giúp được có tâm tốt thì chúng ta làm, còn không thì chúng ta đừng có để cái tâm đó là ganh tị, tật đố, ghen tuông, rồi hãm hại lẫn nhau, hiềm khích lẫn nhau, quan trái lẫn nhau, thì điều đó là cái điều dẫn đến những cái điều đáng tiếc xảy ra. Và câu kệ ngôn pháp 16 này nói về một đức tánh của một vị A-la-hán luôn luôn là an tịnh, cho dù là từ tâm, từ thân, từ lời nói đều là cái sự an tịnh. Tịnh đại xin được thay mặt Thượng Tọa Tuệ Quyền để đúc kết bài học ngày hôm nay qua câu kệ ngôn số 96. Một lần xin tri ân Thượng Tọa Tuệ Quyền đã vào diễn đàn để giảng giải bài học câu 96 ngày, pháp cú số 96 ngày hôm nay đến cho chúng ở kinh.